Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Bên mình thì chuyên về các cái dòng xe bán tải. Nếu mà anh em mà quan tâm đến những cái mẫu bán tải thì cứ liên hệ trực tiếp với mình sẽ tư vấn cho. Có hai chiếc mới cập bến salon ô tô số 1 Uông Bí anh em nhé. Đây là chiếc Toyota Hilux 2019, số tự động một cầu, máy dầu 2.4 này. Đây là chiếc XLS 2017, số tự động một cầu, máy dầu 2.2. Xe đẹp miên man anh em nhé. Mới rửa qua nước lã thôi. Toyota Hilux bản E. Xe zin đẹp nguyên bản, chạy hơn 8 vạn anh em nhé. Anh em xem này. Đấy, số khung sắt xi của nó này. Lốp này. Cái lốp đẹp cả gian luôn. Còn nguyên những cái dấu sắt sát anh em này. Chưa có tút tát thì đâu, nó còn nguyên những cái vết sờn sờn xước xước. Cái xe cũng không tránh khỏi những cái nó xước sát như vậy. Quan trọng là nó không bị đâm đụng anh em nhé, không có lỗi làm gì đâu. Biển Bắc Ninh. Xe nào thì bên mình cũng bao rút hồ sơ cho anh em nên là anh em yên tâm. Con này anh em muốn lên lắp thùng thấp hoặc lắp thùng cao hoặc thanh thể thao thì cũng đơn giản thôi, nó chỉ thêm khoảng mấy triệu thôi. Đấy, thùng bệ đẹp không? Dã man luôn. Dàn lốp mới. Chưa có dọn rửa gì anh em nhé. Đấy, ghế da. Đấy, vô lăng tích hợp. Con này nó có hai chế độ lái anh em nhé. Chế độ Eco là chế độ tiết kiệm này. Power là chế độ thể thao ấy. Chế độ siêu khỏe đấy. Đấy, màn hình nguyên bản. Mình xem ấy chạy 8 vạn 9. Đấy, trần lỉ nguyên bản. Nói chung xe đẹp. Gương kính điện. Keo chỉ mã kính mọi thứ là zin hết anh em ạ. Tranh thủ xe nó mới về mình lên sóng sơ sơ vậy thôi. Để spa cho nó đẹp đẽ hẳn lên rồi. Quay chi tiết cho anh em. Hilux này bây giờ nó là một trong những dòng xe rất là hiếm. Xe mới nó đắt lắm anh em ạ. Xe mới nó dã đắt dã man luôn. Một cầu nó 900 mấy à. Con này nhà mình bán chưa đến 600 anh em nhé. Còn cụ thể là bao nhiêu thì để mình còn phải dọn dẹp chi tiết á. Dọn dẹp chi tiết thì xong bắt đầu là nó mới báo giá cụ thể cho anh em. Đây là khoang động cơ của chiếc Hilux. Chưa có dọn rửa thì máy còn bẩn lắm.
Nhưng mà máy nó rất là khô, không bị dầu, không bị nước, không bị gọi là xám máy. Đây cái bình nước phụ này còn trong suốt. Này, động cơ rửa đi nó mới sạch đẹp được anh em. Đăng kiểm dài này anh em này, tận tháng 1 năm 2025. Đăng kiểm dài miên man luôn. Xi nhan gương có vẻ mưa. Và tay cửa ốp chống xước. Con Hilux bản E 2019 màu đen. Đấy, bên mình bán bao rút hồ sơ cho anh em là 595 triệu anh em nhé. 595 triệu. Còn cụ thể thì mình sẽ báo chi tiết sau. Đấy, còn con XLS 2017 này cũng đẹp, dã man con ngan luôn. Đấy, con này mình cũng đang chào bán với giá là 470 triệu. Bao hồ sơ cho anh em. Lốp mới cả giàn. Xe zin đẹp, không có lỗi lầm gì đâu. Đây là chiếc XLS 2015 này. Con này cũng cảm biến lùi, rồi màn hình cam lùi, lắp thùng, ghế da, máy zin, lốp mới. Giá chào bán là hơn 400 triệu anh em nhé, 408 triệu đồng. Con này thì bên mình đang bán là 560 triệu. Con này 235 triệu. Con này là 545 triệu. Anh em quan tâm đến mẫu nào thì mình sẽ tư vấn chi tiết cho anh em. Hồ sơ rút rồi vào tên rồi là có làm thêm cái gì không? Có thay đổi cái gì không? Nếu mà không thay đổi gì thì giá thì vẫn còn thương lượng chút ít anh em nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau.